Chào mọi người, như vậy là vòng loại của sáng ngày 25 tháng 8 năm 2023 đang sắp có kết quả và đang tiến từ từ tiến về. Không khí cực kỳ nóng. Cổ động viên chuẩn bị tưới nước cho trái bơi. Và đây là đồ ăn xá. Nhất quá xá. Ăn xá. Quá hay. Theo là tấn thủy hai quả. Thứ ba là phú thủy, đo phú thủy thứ ba. Theo là Trường Giang để từ vị trí thứ tư, Lộc Thường ở vị trí thứ năm. Gắng lên Lộc Thường ơi, gắng lên Lộc Thường. Một không khí cực kỳ sôi nổi. Theo là đo sơn thủy theo lúc thường, đo sơn thủy sẽ vào bằng A, chắc chắn rồi đâu. Sơn thủy và lúc thường dắt nhau vào bằng A. Tiếp theo là trên line ở vị trí thứ 7. Trường Phong, vị trí thứ 8. Trường Phong, vị trí thứ 8. Thứ 9 là Phan Xá, thứ 10 là Tiền Hiệp. Tiền Hiệp và sau cùng là Lộc Hà thứ 11. Đây là bảng 1. Như vậy kết thúc bảng 1 là Lộc Hà kết thúc 10-11. Kết quả của bảng 2, hiện đang dẫn đầu là Mai Thủy. Người dân Mai Thủy đang cổ vũ. Hãy qua đo đúng bài.
và bên kia cũng An Xã của bạn một cũng đã đang lên. An Xã của hai, An Xã Ma Thủy hai điểm nhất của hai bạn. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Thứ hai là Xuân Hồi. Mì Thủy. Xuân Hồi Mì Thủy. Thì và Xuân Hồi đang kết nhau quá gay gắt. Thứ tư của bảng hai là Mai Hà. Mai Hà. Thứ năm thì Khâu Lật Thạch Ban và Chú Thọ. Thứ bảy là Chân Bồ, thứ tám là Long An. Cất lên, cất lên Long An ơi. Cất lên. Cất lên đi, cất lên. Long An cất lên. Cất lên. Cất lên, cất lên. Gắn lên, gắn lên, gắn lên, gắn lên Long An ơi, gắn lên, gắn lên, gắn lên. Thứ 11 là Hoàng Giang. Bảng một đang lên. Đường Giang. Đài Phong là cuối cùng của bảng hai, đó là do bị tim. Tim.
bàn thứ 5. Phú Thọ chân 1. Lộc An ơi, gắng lên đi. Gắng lên. Gắng lên, gắng lên. Thank you.